Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị đang xem chương trình Điểm Tin Phật Sự 20 giờ hàng ngày của kênh Thông tin Tổng hợp Phật Sự Online. Chương trình hôm nay thứ 6, ngày 21 tháng 5 năm 2021 có những nội dung chính sau đây. Đồng Nai, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và chúc mừng Phật Đản tại Thiền viện Thường Chiếu. Trà Vinh, Ban Tôn giáo Chính phủ thăm và chúc mừng Phật Đản đến Chư Tăng Chùa Ân. Thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7 và Cục An ninh Nội địa Bộ Công an thăm chúc mừng Phật Đản Trung ương Giáo hội. Hà Nội, Ban trị sự Phật giáo thành phố tổ chức lễ Phật Đản nội bộ tại Chùa Bà Đá, cùng nhiều tin tức Phật sự quan trọng khác. Kính thưa quý vị, sáng hôm qua ngày 20 tháng 5, ngày mùng 9 tháng 4 năm Tân Sửu, tại Tổ đình Phổ Quang, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Giáo hội và Môn đồ Pháp Quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ huy kỵ lần thứ 20 Cố Hòa Thượng Thích Thiện Thông, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, viện chủ Tổ đình Phổ Quang. Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ, các Hòa Thượng Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa Thượng Thích Như Tín, đồng thành viên Hội đồng Chứng minh, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng ban Kiểm soát Trung ương, Hòa Thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Hòa Thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, trụ trì Tổ đình Phổ Quang, Hòa Thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Hòa Thượng Thích Giác Liêm, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, đồng Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương, Chư Tôn giáo phẩm Hội đồng Trị sự, các ban diện Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh cùng môn đồ Pháp Quyến đồng tham dự. Tại buổi lễ, thay mặt ban tổ chức, Hòa Thượng Thích Như Niệm đã cung tuyên tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Thiện Thông. Theo tiểu sử, Cố Hòa Thượng thế danh Nguyễn Văn Kế, sinh năm 1914 trong một gia đình vốn có truyền thống lâu đời tín tâm với Phật. Khi lên 7 tuổi, Ngài được song thân cho quy y Tam Bảo. Năm 1947, Hòa Thượng xin xuất gia với Đại lão Hòa Thượng Thích Hải Tràng, sư tổ chùa Phổ Quang. Được sự chỉ dạy tận tình của Bổn Sư, năm 1950, Hòa Thượng được cho đăng đàn thọ cụ túc giới tại Đại Giới Đàn Chùa Thanh Trước, Gò Công. Trong thời kỳ hành đạo của mình, Hòa Thượng Thích Thiện Thông đã tận tụy cống hiến cho đạo Pháp và dân tộc cho tới khi viên tịch. Ngài tích cực trong các hoạt động Phật sự, điển hình là công tác giáo dục tăng ni, hướng dẫn Phật tử tu học cũng như trong phong trào từ thiện xã hội. Ghi nhận những công lao của Ngài, nhà nước và giáo hội đã tặng nhiều huy chương cao quý và nhiều bằng tuyên dương công đức. Ngày 9 tháng 4 năm Tân Tỵ, 31 tháng 5 năm 2001, khi hóa duyên ký thức, Hòa Thượng xả báo an tường thâu thần viên tịch vào lúc 18 giờ 30 phút, trụ thế 88 tuổi, hạ lạp 51 năm. Tại lễ tưởng niệm, ghi nhận những đóng góp to lớn của Cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Thông đối với Phật giáo Việt Nam qua nhiều thời kỳ của lịch sử. Thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân đã có lời tưởng niệm dâng lên giác linh của Hòa Thượng. Lời tưởng niệm có ghi: qua hơn 50 năm đóng vai long tượng trong Phật Pháp mô phạm chốn rừng thiền, Đại lão Hòa Thượng đã thành lập Phật học viện Phổ Quang để đào tạo tăng tài cho Phật Pháp, kế giảng khai lai, phò trì đạo mạch. Đồng thời Đại lão Hòa Thượng đã đăng đàn thuyết pháp, thí giới khai tâm, phát huy huệ mạng, từng đàn giới tử, Phật tử xa gần, trang hòa giới đức, giới thể châu duyên, tính tâm kiên cố, đạo nghiệp tinh chuyên, và đã trở thành những pháp khí đại thừa, hoàn truyền đạo cả, tốt đạo đẹp đời, trang hòa trong lòng dân tộc. Quả thật, người đã khuất nhưng không bao giờ mất, người ra đi muôn thuở vẫn còn đây. Hình bóng oai nghi công hạnh gian lừng, lưu lại đó cho chư tăng ni từng thế hệ. Trong không khí trang nghiêm, trước di ảnh của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Thông, Chư Tôn giáo phẩm đã thành kính dâng nén tâm hương cúng dường giác linh Cố Hòa Thượng và nhất tâm cầu nguyện giác linh Cố Hòa Thượng được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh tái hiện ta bà, nhiếp tăng độ chúng. Được biết, trước đó vào tối ngày 19 tháng 5 năm 2021, nhằm ngày 8 tháng 4 năm Tân Sửu, tại Tổ đình Phổ Quang, môn đồ Pháp Quyến đã trang nghiêm thành kính cử hành lễ tưởng niệm, thắp nến tri ân Cố Hòa Thượng Thích Thiện Thông. Tại lễ thắp nến,
Chư Tôn Đức và môn đồ Pháp Quyến đã dâng lời tưởng niệm thành kính tưởng nhớ công hạnh của Hòa Thượng. Các nghi thức trong lễ quý kỵ, tưởng niệm và thắp nến tri ân của Hòa Thượng Thích Thiện Thông được cử hành trang nghiêm, đồng thời thực hiện theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn cho Chư Tôn Đức và Phật tử tham dự. Thay mặt Đảng và Nhà nước, sáng nay, ngày 21 tháng 5, ngày 10 tháng 4 âm lịch, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm và chúc mừng Phật Đảng đến Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tông Chủ Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam tại Tổ đình Thường Chiếu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đi cùng đoàn có bà Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ông Đỗ Trường Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp. Chính quyền đại diện tỉnh Đồng Nai có ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Đại diện đón tiếp đoàn có Hòa Thượng Thích Nhật Quang, Trưởng Ban Quản trị Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam, trụ trì Tổ đình Thường Chiếu, cùng Chư Tôn Đức thành viên Ban Quản viện. Trong không khí thanh bình và hoan hỷ, đại diện đoàn, bà Võ Thị Ánh Xuân đã hỏi thăm sức khỏe Hòa Thượng Tông Chủ và gửi lời chúc mừng Phật Đản đến Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật giáo tỉnh Đồng Nai nói riêng và Tông Phong Thiền Phái Trúc Lâm nói chung. Tại đây, bà Phó Chủ tịch nước cũng thay mặt Đảng, Nhà nước đã tri ân, bày tỏ sự kính trọng và ngưỡng mộ với những công lao đóng góp của Hòa Thượng Tông Chủ Thiền Phái Trúc Lâm cùng Chư Tôn Đức thuộc Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam trong suốt quá trình hình thành và phát triển, đã luôn đồng hành cùng với dân tộc trong công cuộc xây dựng và kiến tạo một xã hội nhân bản theo đường lối, chủ trương mà Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã khai sáng. Phó Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng có ý nghĩa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua. Phó Chủ tịch nước cho rằng, Tăng Ni và Phật tử tỉnh Đồng Nai đã chấp hành rất nghiêm túc pháp luật của Nhà nước, vận động Phật tử, nhân dân trong cả nước xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch COVID-19, làm tốt công tác từ thiện, tích cực tham gia chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh. Bà cũng mong rằng Chư Tôn Đức, ban lãnh đạo Phật giáo tỉnh nhà tiếp tục vận động tăng ni và Phật tử chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển của xã hội. Và đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến khó lường, tăng ni và Phật tử càng chung tay phối hợp cùng Nhà nước tổ chức đại lễ trên tinh thần nội bộ, tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Hòa Thượng Thích Nhật Quang, đại diện Thiền Phái, tri ân sự quan tâm và tình cảm quý báu mà Phó Chủ tịch nước đã dành thời gian đến thăm hỏi và chúc mừng nhân đại lễ Phật Đản. Nhân đây, Hòa Thượng cũng bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đến Đảng và Nhà nước đã luôn tạo điều kiện để Chư Tăng Thiền Phái được tu thiền theo đường lối của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông mà Sư Ông Trúc Lâm đã phục hưng trở lại. Tại buổi lễ, Hòa Thượng chia sẻ tổng quan về tình hình Phật giáo tỉnh Đồng Nai. Bằng tấm lòng chân thành, Hòa Thượng đã gửi lời chúc tốt đẹp đến đoàn. Buổi thăm hỏi kết thúc trong tinh thần hoan hỷ và niềm an vui của tất cả mọi người. Cùng ngày, tại Tổ đình Thường Chiếu, đoàn Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai cũng đã đến thăm và chúc mừng Phật Đản đến Chư Tăng và Phật tử Thiền Phái Trúc Lâm. Kính thưa quý vị, nhân đại lễ Phật Đản Phật lịch 2565, dương lịch 2021, cũng trong sáng nay, đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách điều hành Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến thăm và chúc mừng Chư Tăng Chùa Ân, phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Cùng đi với đoàn còn có ông Nguyễn Ánh Chức, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Nguyễn Phúc Nguyên, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Trà Quang Thanh, Vụ trưởng Vụ công tác tôn giáo phía Nam, ông Lê Thanh Bình, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực của Ban Nhân dân tỉnh, bà Huỳnh Thị Bích Như, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh. Thân mật tiếp đoàn có Hòa Thượng Sơn Tơn, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thạch Sọt San, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Hòa Thượng Thích Trí Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Hòa Thượng Thạch Oai, Hòa Thượng Kim Thon, đồng Ủy viên Hội đồng Trị sự Phó trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh. Phát biểu tại buổi thăm, ông Vũ Chiến Thắng đã gửi lời chúc mừng đến chư vị Hòa Thượng cũng như Chư Tăng Chùa Ân cùng toàn thể Phật tử đón một mùa Phật Đản an lành hạnh phúc. Ông cũng đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo trong các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng dân tộc. Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có sự chỉ đạo kịp thời đến các địa phương, vừa đảm bảo hoạt động tín ngưỡng tôn giáo cho người dân, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, hạn chế tổ chức các lễ hội tập trung đông người.
Ông mong rằng Phật giáo tỉnh Trà Vinh dưới sự dẫn dắt của chư vị hòa thượng sẽ tiếp tục phát huy tốt những thành quả đã đạt được, hướng dẫn tăng ni Phật tử trong tỉnh đoàn kết thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, cũng như chung tay cùng chính quyền thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhất là trong mùa đại lễ Phật đản. Mong rằng dưới sự chỉ đạo của Ban trị sự Phật giáo tỉnh sẽ hướng dẫn các cơ sở tự viện tổ chức đại lễ với các hình thức phù hợp, đảm bảo an toàn phòng dịch, hạn chế tối đa sự lây lan trong cộng đồng. Tại đây, Hòa thượng Thạch Sót San đã thay mặt cho Ban trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ. Hòa thượng cũng cho biết, về phía Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã có các công văn hướng dẫn đến tăng ni Phật tử thực hiện lễ kính mừng Phật đản theo chỉ thị của giáo hội và thông tư của chính phủ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Hiện nay, các chùa và cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh vẫn luôn thực hiện phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần 5K của Bộ Y tế. Tại trụ sở Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, vào sáng nay, ngày 21 tháng 5, đoàn lãnh đạo quân khu 7 và đoàn Cục An ninh Nội địa đã đến thăm và chúc mừng Phật đản Phật lịch 2565, Chư Tôn Đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự. Đoàn quân khu 7 do Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy quân khu 7 làm trưởng đoàn. Đi cùng đoàn còn có Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị quân khu. Tháp tùng đoàn còn có đại diện các cơ quan, phòng tư lệnh, bảo tàng quân khu, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp các đoàn có Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương, Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên thư ký Hội đồng Trị sự Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương, Hòa thượng Thích Giác Liêm, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Đồng Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương cùng Chư Tôn Đức Văn phòng 2 Trung ương. Tại buổi thăm, Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe và ghi nhận những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã luôn đồng hành cùng đất nước, cùng dân tộc và quân khu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thiếu tướng chia sẻ, từ đầu năm đến nay, nhờ có sự kết hợp của Phật giáo mà tình hình chính trị, an ninh, kinh tế trên địa bàn quân khu 7 đã có những bước phát triển. Chia sẻ thêm về tình hình dịch bệnh, Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh cho biết, hiện nay, địa bàn quân khu 7 đã tổ chức hàng trăm điểm cách ly, hàng trăm chốt chặn dịch ngăn chặn người vượt biên trái phép. Các chiến sĩ quân khu 7 luôn sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ, đã để lại hình ảnh đẹp của bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới trong lòng nhân dân. Thiếu tướng nhận định, muốn bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị thì việc phối hợp cùng các tổ chức và cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân ngay từ cơ sở, chăm lo xây dựng thế trận lòng dân là hết sức thiết thực. Trong đó quan trọng là sự gắn kết thân thiện với đồng bào thiểu số, đồng bào các tôn giáo. Để gắn kết với đồng bào các tôn giáo, năm qua, quân khu 7 đã tiến hành xây dựng một số công trình văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn, hoạt động của các tôn giáo, xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết, trong đó có những căn nhà dành cho đồng bào Phật giáo. Thời gian đến, Thiếu tướng hy vọng sẽ có được sự kết hợp chặt chẽ hơn nữa từ phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp trong các hoạt động của quân khu. Nhân đây, Thiếu tướng cũng bày tỏ niềm trân quý, sự trân trọng và lòng cảm ơn đối với những đóng góp của Phật giáo, đồng bào Phật tử trong các công tác thiện nguyện đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống đối tượng chính sách. Thiếu tướng gửi lời kính chúc quý Chư Tôn Đức Phật tử đón mừng Phật đản an vui và thấm tình đạo vị. Đáp lời, Hòa thượng Thích Huệ Trí chuyển lời của Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, thăm hỏi sức khỏe và chúc quý phái đoàn được nhiều thành tựu trong mọi công tác. Thay mặt Chư Tôn Đức Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Huệ Trí bày tỏ niềm hoan hỷ trước những chia sẻ của đại diện quân khu 7, cho biết sẽ trình những ý kiến của quân khu 7 đến Hòa thượng Chủ tịch để cùng có những kế hoạch, hoạt động thiết thực, góp sức cùng quân khu 7 trong việc ổn định chính trị, an ninh và phát triển khu vực. Hòa thượng nhấn mạnh, vấn đề tín ngưỡng rất quan trọng đối với nhân dân Phật tử. Với uy đức của quý Hòa thượng lãnh đạo giáo hội đã làm gương cho tăng ni Phật tử, Phật giáo toàn quốc thực hiện tốt công tác dân vận, nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 và vận động bà con Phật tử tham gia bầu cử Quốc hội khóa 15, Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Chia sẻ thêm về việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, Hòa thượng cho biết, Phật đản năm nay hạn chế về hình thức nhưng chú trọng về nội dung, chấp hành chỉ thị trung ương. Phật giáo toàn quốc không tổ chức lễ hội tập trung đông người, không diễu hành xe hoa, không truyền đăng, khuyến khích Phật tử đón mừng Phật đản tại gia. Nhân mùa Phật đản, thay mặt Hòa thượng Chủ tịch và quý Hòa thượng lãnh đạo giáo hội, trân trọng đạo tình của các đoàn với đạo Phật, Hòa thượng Thích Huệ Trí chúc quý đoàn được nhiều thắng lợi trong công tác, nguyện cầu dịch bệnh tiêu trừ, chúng sanh an lạc.
Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Đoàn Cục An ninh Nội địa Bộ Công an do ông Phạm Thanh Tuấn, Phó trưởng Phòng Cục An ninh Nội địa Bộ Công an làm trưởng đoàn và các thành viên đã đến thăm, chúc mừng Chư Tôn Đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhân dịp kính mừng Phật Đản, Phật lịch 2565. Kính thưa quý vị, năm nay, Đại lễ Phật Đản diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng khi đảng bộ, chính quyền, nhân dân các tỉnh thành trên cả nước đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cho sự kiện chính trị trọng đại, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23 tháng 5 tới đây. Trong không khí hân hoan đón mừng tuần lễ Phật Đản với nhiều ý nghĩa quan trọng, lãnh đạo tỉnh Kon Tum, lãnh đạo tỉnh Trà Vinh đã tổ chức thăm và chúc mừng Ban trị sự Phật giáo tỉnh nhà, chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử một mùa Phật Đản nhiều niềm vui, tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm của người con Phật và là công dân tốt của xã hội. Chiều ngày 21 tháng 5, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Kon Tum, ông Nguyễn Đức Tuy đã đến thăm chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum tại chùa Huệ Chiếu, thành phố Kon Tum. Đón tiếp đoàn có Hòa Thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Tại đây, thay mặt đoàn, ông Nguyễn Đức Tuy chúc chư vị giáo phẩm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum dồi dào sức khỏe, tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn trong Phật sự, cùng Tăng Ni Phật tử thành phố nói riêng và tỉnh Kon Tum nói chung đón một mùa Phật đản an lạc. Ông bày tỏ mong muốn Ban trị sự Phật giáo tỉnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh, đặc biệt là tiếp tục phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hòa Thượng Thích Quảng Xả thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với Đại lễ Phật Đản 2021, Phật lịch 2565 của đồng bào Phật giáo tỉnh. Hòa Thượng khẳng định Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum sẽ luôn tin tưởng và sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân thành phố đón mừng mùa Phật Đản trong tinh thần phòng chống dịch COVID-19 một cách nghiêm túc và có hiệu quả nhất. Trong niềm hoan hỷ kính mừng Phật Đản, Hòa Thượng chúc quý phái đoàn có thật nhiều sức khỏe, an lành. Chiều ngày 20 tháng 5 năm 2021, nhằm mùng 9 tháng 4 năm Tân Sửu, nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2565, đoàn lãnh đạo tỉnh Trà Vinh do ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, cùng đi với đoàn có ông Bùi Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, ông Lê Văn Tịnh, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh, đã đến thăm và chúc mừng Phật Đản Chư Tôn Đức Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh tại trụ sở văn phòng Ban trị sự tỉnh, chùa Lưỡng Xuyên, số 3 Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh. Tiếp đoàn có Hòa Thượng Thích Trí Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Minh Nhật, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Tâm Khiết, Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh, cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Phát biểu tại chuyến thăm, ông Lê Văn Hẳn đã ân cần gửi lời thăm hỏi sức khỏe và chúc mừng đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2565 đến Chư Tôn Đức Tăng Ni. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng vào truyền thống hộ quốc an dân và những đóng góp của Phật giáo đối với đất nước. Phật giáo luôn là cầu nối để tuyên truyền những chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với Phật tử, đặc biệt là trong việc chung tay phòng chống dịch COVID-19. Thay mặt Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh, Hòa Thượng Thích Trí Minh cảm ơn đoàn và lãnh đạo các cấp chính quyền đã luôn tin tưởng tạo nhiều điều kiện cho Phật giáo tỉnh nhà phát triển. Hòa Thượng cũng cho biết, đón mừng Phật Đản, Phật giáo tỉnh đã thực hiện theo sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội cũng như của các cấp chính quyền, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, thêm vào đó hướng dẫn các tự viện, Chư Tăng Ni Phật tử thực hiện các nghi lễ Phật Đản tại tư gia nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhân đây, Hòa Thượng gửi lời chúc đến ông Lê Văn Hẳn và các thành viên trong đoàn được nhiều sức khỏe, an lạc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thưa quý vị, lễ Phật Đản là lễ trang trọng của Đạo Phật, được tổ chức hàng năm theo truyền thống Phật giáo nhằm kỷ niệm ngày Đản sinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ôn lại truyền thống lịch sử của Đức Phật. Tuần lễ Phật Đản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để Tăng Ni Phật tử tưởng nhớ ngày Đức Phật ra đời, đồng thời tuyên truyền vận động Tăng Ni Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Với ý nghĩa đó, sáng nay, ngày 21 tháng 5, tại chùa Bà Đá, phố Nhà thờ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội,
Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã trọng thể kính mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2565. Trong tình hình dịch bệnh, buổi lễ được tổ chức với quy mô nội bộ nhưng không kém phần trang nghiêm. Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội và đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Hoàn Kiếm. Tại đây, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2565 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, gửi đến toàn thể tăng ni Phật tử trong và ngoài nước. Qua lời thông điệp, Đức Pháp chủ tán dương công đức Chư Tôn Đức tăng ni, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đã đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm làm trang nghiêm đạo pháp, trang nghiêm giáo hội với nhiều thành tựu Phật sự vô cùng ý nghĩa. Điều đó đã khẳng định chặng đường 40 năm thành lập, phát triển và hội nhập của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là kết quả kế thừa tinh hoa truyền thống 2000 năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc. Sau đó, Hòa thượng Thích Thanh Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã tuyên đọc diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn. Theo đó, diễn văn của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã gửi lời nhắn nhủ đến toàn thể tăng ni Phật tử trong và ngoài nước. Tất cả người con Phật cần phải tỉnh giác, chính niệm trong mọi hoàn cảnh, nỗ lực tu tập, trau dồi giới hạnh vượt lên trên sự cám dỗ của thế giới vật chất, hóa giải nghiệp chướng, phải thật sự thể hiện là một sứ giả hòa bình, cùng nhau chung sống hòa hợp trên nền tảng giới luật, thực hiện một đời sống đạo đức vị tha để cùng nhau kiến tạo một thế giới hòa bình, an lạc tại chốn nhân gian. Hòa thượng Chủ tịch cũng mong các cấp giáo hội, các địa phương sẽ có nhiều hoạt động Phật sự sáng tạo, thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tích cực hưởng ứng ngày hội toàn dân bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công rực rỡ. Tiếp đó, Thượng tọa Thích Đạo Phong, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã đọc thư chúc mừng Phật đản Phật lịch 2565 của ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cuối cùng, toàn thể đại chúng đã đồng tụng kinh truyền pháp luân và thực hiện các nghi thức Phật đản truyền thống. Được biết, trước khi bắt đầu buổi lễ, đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao tặng 50 phần quà, mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó đại diện cho 30 quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ni trưởng Thích Đàm Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Ni giới Trung ương, Trưởng Ban Ni giới thành phố Hà Nội, Ni trưởng Thích Đàm Lan, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội thành phố Hà Nội, Ni trưởng Thích Đàm Bình, Ủy viên Thường trực, Phó Ban Ni giới Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã đại diện cho Ban Trị sự Phật giáo thành phố trao quà và động viên các em học sinh cố gắng chăm ngoan học giỏi. Thực hiện nghiêm theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và thông tư hướng dẫn của Trung ương Giáo hội trước bối cảnh đại dịch COVID-19, buổi lễ kính mừng Phật đản và trao tặng quà của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội được diễn ra ngắn gọn với đầy đủ ý nghĩa và kết thúc trong niềm hoan hỷ của Chư Tôn Đức. Sáng ngày 8 tháng 4 âm lịch vừa qua, chùa Bửu Phước, tỉnh Bình Dương đã trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565. Do tình hình dịch bệnh COVID-19, buổi lễ chỉ diễn ra trong phạm vi nội tự. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, năm nay, Thượng tọa Thích Huệ Trí, Trưởng Ban Kiểm soát Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Phú Giáo, trụ trì chùa Bửu Phước đã cử hành đại lễ Phật đản trong nội tự. Tại buổi lễ, toàn thể đại chúng cùng lắng đọng tâm tư, đón nhận thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Tiếp đó, Thượng tọa trụ trì đã tuyên đọc diễn văn Phật đản Phật lịch 2565, dương lịch 2021 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhằm giúp cho Phật tử hiểu rõ hơn về Đức Phật, vị thầy của ba cõi, người cha lành của bốn loài. Trong không khí thành kính trang nghiêm, ba hồi chuông trống bát nhã, toàn thể quý nam nữ Phật tử trang nghiêm chắp tay tại Đại Hùng Bửu Điện cử hành nghi thức tắm Phật dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Huệ Trí. Nghi thức này thể hiện lòng tôn kính, hân hoan của người con Phật đối với sự xuất hiện của đấng giác ngộ. Chư Tăng và Phật tử chùa Bửu Phước thực hiện nghi thức tắm Phật với mong muốn cho thế giới hòa bình, đồng nguyện cầu cho đại dịch COVID-19 sớm được tiêu trừ, nhà nhà được an lạc hạnh phúc. Cũng trong ngày 8 tháng 4 âm lịch vừa qua tại tỉnh Bình Thuận, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã trang nghiêm tổ chức lễ khai kinh chuyển pháp luân và lễ mộc dục tắm Phật, khai mạc tuần lễ kính mừng Phật đản lần thứ 2645 của Phật giáo tỉnh.
Hòa trong niềm vui mùa khánh đản của người con Phật trên khắp Nam Châu, tối ngày 19 tháng 5 năm 2021, nhằm mùng 8 tháng 4 năm Tân Sửu, tại văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận, chùa Phật Ân, thành phố Phan Thiết, Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã trang nghiêm tổ chức lễ khai kinh chuyển Pháp Luân và lễ mộc dục tấm Phật, khai mạc tuần lễ kính mừng Phật đản lần thứ 2645 của Phật giáo tỉnh nhà. Quang Lâm tham dự buổi lễ có Hòa Thượng Thích Minh Nhật, trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Hòa Thượng Thích Tích Quang, chứng minh Ban trị sự Phật giáo thành phố Phan Thiết, Đại Đức Thích Nguyên Sắc, trưởng Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh, trưởng Ban trị sự Phật giáo thành phố Phan Thiết, Chư Tôn Đức, Ban thường trực Phật giáo tỉnh, Ban trị sự Phật giáo thành phố Phan Thiết, Ban trị sự Phật giáo huyện Hàm Thuận Nam cùng Chư Tăng Bổn Tự và quý Phật tử địa phương. Chư Tôn Đức đã niêm hương bạch Phật, khai và trì tụng kinh chuyển Pháp Luân, sau đó lần lượt từng vị đối trước bảo tướng sơ sanh của Đức Tự Tôn thực hiện nghi thức mộc dục với niềm kính tin sâu sắc, khen Phật tướng hảo nguyện cho chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng Pháp vô thượng. Mặc dù làn sóng dịch lần thứ tư này, tỉnh Bình Thuận chưa ghi nhận ca mắc COVID-19, nhưng để đảm bảo an toàn cho Chư Tôn Đức và Phật tử, buổi lễ được thực hiện nhanh gọn, tất cả mọi người tham dự đều đeo khẩu trang suốt thời gian dự lễ. Kính thưa quý vị, nhân mùa Phật đản nhằm trưởng dưỡng lòng từ bi thương yêu của người con Phật, Chư Tôn Đức Phật tử chùa Bà Tiên và chùa Vạn Phú tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện chương trình ươm mầm từ bi, chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh bất hạnh. Ngày 16 tháng 5 năm 2021, tức ngày 5 tháng 4 năm Tân Sửu, chùa Bà Tiên và chùa Vạn Phú thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã kết hợp tổ chức chương trình từ thiện với chủ đề ươm mầm từ bi, đến thăm và tặng quà cho 30 trường hợp là bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những mảnh đời bất hạnh, người già neo đơn, người đau ốm tại các xã trên địa bàn huyện Đức Trọng. Đại Đức Thích Nguyên Hạnh, trụ trì chùa Vạn Phú, xã Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng và sư cô Thích Nữ Trung Thảo, chánh thư ký Ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, trụ trì tịnh viện Quan Âm chùa Bà Tiên, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng cùng chư tăng ni Phật tử tỉnh Lâm Đồng đã tham gia chương trình từ thiện lần này. Đồng hành cùng đoàn từ thiện trong chuyến thăm tặng quà còn có bà Phạm Thị Tính, chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Tà Năng. Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại ba xã thuộc huyện Đức Trọng, xã Tà Năng, xã Đa Quyên, xã Đà Loan. Chương trình ươm mầm từ bi nhằm trưởng dưỡng lòng từ bi, thương yêu của người con Phật cũng như tạo điều kiện cho Phật tử, mạnh thường quân chùa Bà Tiên và tuổi trẻ chùa Vạn Phúc có cơ hội tiếp xúc với thực trạng đời sống của người dân bản địa. Hoạt động từ thiện lần này cũng là để dâng lên cúng dường Đức Bản Sư nhân mùa Phật đản Phật lịch 2565. Được biết, đây cũng là một trong các chương trình hoạt động từ thiện hàng tháng của chùa Bà Tiên và chùa Vạn Phú. Đợt này, đoàn đã trao tặng 30 phần quà, mỗi phần 800.000 đồng và một phong bì tiền mặt trị giá từ 100.000 đồng đến 2 triệu đồng tùy vào từng hoàn cảnh. Tổng kinh phí chuyến thăm và tặng quà là 50 triệu đồng. Kính thưa quý vị, tính đến sáng nay, ngày 21 tháng 5, theo thông tin của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam có tổng cộng 3.355 ca ghi nhận trong nước và 1.478 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 1.785 ca. Thế giới có 165.803.413 ca mắc, trong đó 146.439.276 ca đã khỏi bệnh, 3.433.307 ca tử vong và 15.920.830 ca đang điều trị, 99.259 ca diễn biến nặng. Trong 24 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng hơn 626.487 ca, tử vong tăng 11.919 ca. Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 21.795 ca. Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, kính mong quý vị tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, không lơ là chủ quan, cùng chung tay với đảng và nhà nước đẩy lùi dịch bệnh và nguyện cầu thế giới sớm vượt qua đại dịch. Kính thưa quý vị, chương trình Điểm tin 20 giờ hôm nay, ngày 21 tháng 5 năm 2021 của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online xin được phép khép lại tại đây. Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý vị có một mùa Phật đản vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và thành tựu mọi sở nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kinh Pháp Cú số 85: ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này.